Chào các bạn nha, hôm nay tôi lên review mà xe bị lên những dốc này đổ mớ keo này. Hết gần một gông nữa. Hết một gông nữa hả? Hết một gông nữa, bây giờ anh em đi dắt lên cái dốc này, này. Còn mớ keo dưới kia này. Này, xe lên cái dốc đổ mớ này. Anh em dắt từ hồi nãy mà mới chừng này này. Đấy. Đó, anh em đang vớt đó. Đổ mớ keo. Hồi nãy mình đi lên hơi trễ nên mình lên kịp thì chắc quay thấy xe đổ keo. Anh em đang vớt. Còn nhiều chứ kia không? Từng mua cho sao? Đây nè. Vớt lần bó đi. Đây, do trời mưa hôm qua trời lên dốc này rồi. Đổ mưa kèo. Chết chết. Dốc cái này lên chắc cũng hơn tiếng đồng hồ đó. Vẫn còn ra. Đây cái dốc này cũng không được cao lắm mà. Xe bị so quá. Trơn quá. Đó mưa kèo này. Cái đoạn này ức quá này. Đây này lên xe lên đổ mớ cây. Đổ keo nhé. 6 tấn. Hả? Điện cho đồng bạc đi. Điện cho đi xuống mấy anh đó. Mấy cái thưa. Mấy cái bò. Mấy cái bò. Mấy cái bò. Bóc tè kìa, có bóc tè không? Đi đổ rồi xuống dốc cài mấy. Cận cảnh anh em vác keo bị xe bị đổ đóng. Keo vất vả lắm. Anh chào mày. Chào mấy chị ôm chờ đi nói được. Mang lụm mà sung. Đó toàn là cái lụm tao ông dê. Lẹ. Em kêu dê không à? Đó là thằng ông dê. Em thử lấy con 500 đồng nữa còn làm nối. Rồi. Ui. Đây là nỗi vất vả của người nông dân làm keo các bạn. Keo đã đổ rồi mà vác lên lại này. Xe thì đứng bên kia. Đoạn đường nào bị tức chạy xe lên đây, đổ mớ keo. Cái này hết trường này cũng 6 tấn. Đừng bác con mi. Đi mà bác một góc. Bác mày. Bác mày.
anh xem xe xuống dốc này coi.